Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay lại kênh Kim Chi nói về đời sống và ẩm thực tại Hàn Quốc. Hôm nay mình xin giới thiệu cách làm món cranberry cheese muffin. Để chuẩn bị cho món bánh nướng thì mình có đây là cái hương vanilla nha các bạn. Và đây là bơ. Và đây là bột hạnh nhân thì như nó như thế này đây, nó là bột almond caru. Và đây thì mình có bột mì. Bột mì thì nó mình sẽ xài cái bột mì để mà nướng bánh đó các bạn, nướng khoai chả biscuit rồi đó như thế này bạc chốt vun. Có cream cheese. Và đây thì mình có cái cranberry. Mình có 3 quả trứng. Và đây là đường. Đây thì chúng ta có bột baking powder và một ít muối. Về cái thành phần cụ thể của các cái nguyên liệu vào trong cái món bánh nướng này mình sẽ để cái bảng ở trên thì các anh chị và các bạn có thể tham khảo. Ít nước vào trong cái phần cranberry mình ngâm nha các bạn. Và rượu rum. Chúng ta sẽ ngâm như thế này khoảng nửa tiếng đến một tiếng. Mình sẽ lọc 150g bột mì. Và đây là 80g bột hạnh nhân. Đây là bột vỏ của baking powder. Cho vào một ít muối. Chúng ta sẽ quậy đều lên. Ở đây là mình cho vào là 120 cream cheese nha các bạn. Và mình sẽ cho vào 100g bơ. Sẽ dùng cái máy đánh trứng mình đánh tan cái bơ và cái cream cheese trước nha các bạn. Nếu như các bạn không có máy đánh trứng thì các bạn có thể dùng cái cây này để mình đánh tay. Nhưng mà nó rất là cực nên là mình xài cái máy đánh trứng nha các bạn. Mình đánh với tốc độ khoảng số 3 thôi các bạn. Thì bây giờ các bạn thấy không, cái cream cheese và cái bơ nó đã tan với nhau rồi. Thì mình sẽ cho đường vào. Và đây là mình xài 140g đường. Mình sẽ chia thành 3 lần. Mình bỏ vào mình đánh nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ vào lần thứ 2. Đánh một lần mà bỏ vào đường hết đó các bạn thì nó sẽ không tan hết đều. Và mình cho hết tất cả vào. Mình sẽ đập 3 cái trứng vào đây. Chúng ta chỉ cần lấy cái này để quậy cho trứng nó đều lên thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho 3 cái trứng mà mình đã quậy sẵn vào trong cái phần cream cheese và bơ này mình đánh đều lên nha các bạn.
bây giờ các bạn thấy cái phần trứng và bơ của chúng ta đã được quậy đều. Chúng ta sẽ cho nó đều ra như thế này. Chúng ta sẽ cho cái phần bột mà chúng ta đã lọc qua rồi vào trong đây nha các bạn. Chúng ta sẽ dùng cái cây này chúng ta quậy đều lên. Chúng ta sẽ cho vào vài giọt vanilla nha các bạn. Creamberry hồi nãy mình đã ngâm qua rượu rum và mình vắt nước khô mình sẽ bỏ vào. Mình sẽ bỏ bột vào đây và mình cho nó vào khuôn đó các bạn. Và đây là cái khuôn mình nướng bánh mập thiên các bạn. Mình sẽ cho cái giấy này vào trong khuôn. Bạn mình sẽ nặn cho khoảng độ 80%. Nếu như các bạn mà nặn đầy á, thì khi nở nó phình lên nó sẽ tràn. Nhưng mà các bạn không có cái túi giống như mình thì các bạn cứ dùng cái cây á, các bạn bỏ vào cũng được hình. Và cái phần bột của mình á, mình sẽ làm ra được 9 cái bánh muffin nha các bạn. Tùy theo các bạn dùng cái khuôn nữa. Hôm nay mình dùng cái khuôn lớn thì mình nặn ra được là 9 cái. Và bây giờ mình sẽ đem đi nướng. Đây là lò nướng mình đã set ở cái nhiệt độ 190 độ và khoảng 15 phút rồi nha các bạn. Mình sẽ cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng bánh ở nhiệt độ 190 độ khoảng 20 phút nha các bạn. Thì tùy theo cái lửa của cái lò đó các bạn. Nó cho nên là trong quá trình nướng bánh thì các bạn cũng đến thăm chừng để mình coi là bánh nó có được chín đều hay chưa. Thì bánh của mình sau khi nướng khoảng 15 phút thì nó đã nở lên như thế này. Và cái phần bột bánh đó, ở trên đó, nó vẫn chưa có vàng đều đó các bạn. Mình sẽ nướng cho thêm khoảng độ 10 phút nữa nha. Và đây là phần bánh sau khi chúng ta nướng được khoảng 30 phút rồi các bạn. Bánh đã chín vàng đều rồi nè. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh nướng cranberry cheese muffin. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình của nhà mình. Chúc anh chị và các bạn ngon miệng với món bánh nướng này. Nếu như các anh chị và các bạn cảm thấy thích video của nhà mình thì vui lòng bấm đăng ký kênh và thích để tạo động lực cho nhà mình tạo nên những video tiếp theo. Xin gửi lời chào chúc sức khỏe, chúc anh chị và các bạn luôn thành công và may mắn trong công việc và cuộc sống.